Xin được gửi chào đến tất cả các anh chị em trên cộng đồng Facebook và tất cả các anh chị em trong nhóm thiện nguyện. Những hình ảnh các bạn đang coi chính là hình ảnh ở vùng miền Khánh Hòa, mà các trẻ em dân tộc thuộc xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đó là nơi mà ngày 27 chúng ta sẽ xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh để đi đến với các em 145 em dân tộc thuộc các dân tộc ED, Orakli, String. Và lữ khách xin được nhân dịp này gửi lời trân trọng cảm ơn đến tất cả những sự quan tâm và sự ủng hộ của tất cả các tấm lòng mạnh thường quân tại hải ngoại cũng như trong nước đã luôn quan tâm và ủng hộ nhóm thiện nguyện từ hơn một năm nay. Và trong giây phút mà lữ khách đang ghi âm bản tin này thì trên trang web của thiện nguyện .org tổng số tiền đang đã nhận được là 72.443.000 đồng so với mục tiêu là 76.675.000 đồng. Tức là chúng ta còn thiếu khoảng 3 triệu hơn nữa. Vậy đây là kết quả của tinh thần góp gió thành bão cũng như sự quan tâm rất sâu sắc của những tấm lòng xa cũng như gần, hiện diện cũng như không hiện diện, đã giúp cho nhóm thiện nguyện hoàn thành được mục tiêu của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả. Và cũng xin cảm ơn, đặc biệt cảm ơn đến công ty dược, một công ty dược đã ủng hộ một thùng thuốc có trị giá khoảng 5 triệu đồng, đó là công ty dược Cẩm Tú. Xin thay mặt nhóm thiện nguyện cũng như các đồng bào dân tộc chân thành cảm ơn sự phát tâm rất sâu sắc của công ty dược Cẩm Tú. Và lúc khách xin được qua thông tin này muốn nhắc nhở đến tất cả các anh chị em thiện nguyện đã đăng ký đi, thì chúng ta có những công việc rất là thực tế cần phải phối hợp nhau để chương trình thiện nguyện hôm đó được thành công tốt đẹp. Đó là chúng ta có những công việc khi vừa mới đến nơi là phải phân chia thành nhóm, để nhóm thứ nhất là hướng dẫn tất cả bà con đến từng phòng khám bệnh cũng như nhận thuốc được phát trần cho các đồng bào. Nhóm thứ hai là bắt tay ngay khi vừa đến là tổ chức cho bếp ăn. Nhóm thứ ba là phân loại các loại quần áo cũ và sau đó phát cho các đồng bào, bà con nghèo, cũng như phát quà cho các em. Và một nhóm nữa cũng không thiếu phần quan trọng, đó là tập hợp các em cũng như những đồng bào dân tộc muốn tham gia chương trình văn nghệ vào cuối ngày. Và một nhóm nữa là hướng dẫn và hỗ trợ các em được cắt tóc. Vậy thì lữ khách hy vọng tất cả anh chị em sẽ biết trước những công việc đang chờ. Và trong thời gian chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8:30 sáng ngày 27 cho tới khi tới Nha Trang, chúng ta sẽ có thời giờ phối hợp nhau để thành một nhóm. Đây là một điều rất là thiết thực. Có vậy thì chương trình thiện nguyện mới được thành công. Và một thông tin nữa, lữ khách xin được thông báo đến, đó là vào ngày 29 và 30 tại thành phố Đà Nẵng có chương trình bắn pháo hoa thi quốc tế hàng năm. Và vậy tất cả các anh chị em thiện nguyện nào có khả năng và có thì giờ muốn ở lại thì có thể tự túc lấy xe đêm của Hoàng Long hoặc Phương Trang đi Đà Nẵng. Hình như số tiền là 350 hoặc 338. Có rất nhiều công ty xe, chúng ta có thể đi bằng xe của Singcafe, đắt hơn một chút nhưng mà rất là tiện nghi và an ninh hơn. Và nếu trường hợp anh chị em nào tham dự tách ra sau khi xong công tác thiện nguyện, tách ra muốn đi Đà Nẵng, xin thông báo cho lữ khách, vì lữ khách có thể sắp xếp để các bạn có một chỗ dừng chân và coi pháo bông với một địa điểm rất tốt. Vì như các bạn biết, lữ khách có người bạn tại Pháp, đó là anh họa sĩ Vũ Trọng Thấn. Anh mở một cái gallery được mang tên là Câu lạc bộ Tour Fan tại số 3233 Lô Z, đường Trần Hưng Đạo, tức là ngay
trung tâm điểm bắn pháo hoa. Vì tuần vừa rồi khi lữ khách ở Đà Nẵng về, có tất cả 5 khán đài dựng lên và sâu vé bán để ngồi coi pháo hoa trên khán đài hình như đã cũng gần hết rồi. Vậy chúng ta có một địa điểm là 250m2 trên tầng 4 đối diện với khách sạn Novotel và khán đài danh dự để bắn pháo hoa cách chúng ta ở bên phải khoảng 200m. Vì vậy thì đây là một điểm rất tuyệt vời mà các bạn sẽ yên tâm không phải chen trong đám người rất là đông và rất là náo loạn, dễ bị móc túi và nhiều chuyện rất là phát sinh trong một cái đại lễ như vậy. Vậy các bạn nào đi tham dự Đà Nẵng thì xin liên lạc ngay với lữ khách qua nhắn tin Facebook hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Và thông tin này, lữ khách xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời giờ lắng nghe. Một lần nữa kính chúc tất cả mọi người một weekend, một tuần lễ mới chứ tràn đầy ý vị bên gia đình và mọi người thân thương với mọi điều an lành. Và cũng xin một lần nữa trân trọng gửi đến lời cảm ơn chân thành của ban tổ chức nhóm thiện nguyện cũng như tất cả các anh em thiện nguyện, những ủng hộ xa và gần đã giúp cho thiện nguyện một lần nữa được thành công. Và thay mặt tất cả các anh em thiện nguyện lữ khách xin rất hết lòng cảm ơn và ghi nhận sự lưu tâm sâu sắc này của mọi người. Và rất mong chúng ta giữ mãi tinh thần thiện nguyện và tiếp tục những bước chân thầm lặng của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả đã cùng dành thời giờ lắng nghe thông tin này. Xin kính chào tất cả. Sáng ngày 27 tại số 1 đường 3 tháng 2. Xin thân chào.